đối đầu với Peru ở trận đấu cuối vòng bảng. Brazil cần một chiến thắng để nắm chắc ngôi đầu và khẳng định sức mạnh ở Copa America 2019. Đội hình dự kiến ra sân hai đội. Nhận định chung Peru với Brazil. Brazil và Peru bước vào cuộc đối đầu này khi đang có số điểm bằng nhau trên bảng xếp hạng bảng A Copa America 2019. Đây sẽ là trận đấu phân tranh ngôi vị dẫn đầu để chiếm được lợi thế cho vòng tứ kết. Brazil đã thể hiện được sức mạnh trong trận đầu tiên khi đánh bại Bolivia 3-0. Tuy nhiên, họ lại để cho Venezuela cầm hòa ở trận tiếp theo. Mặc dù không thể phủ nhận VAR đã ảnh hưởng lớn khi không công nhận hai bàn thắng của họ, nhưng đó đều là những tình huống xác đáng. Vì vậy, họ phải cố gắng hơn nữa nếu muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Về phía Peru, với việc Venezuela vẫn còn nhiều cơ hội để giành 3 điểm ở lượt cuối khiến cho Peru phải cố gắng kiếm được ít nhất một trận hòa. Nếu làm được điều này họ sẽ đảm bảo chắc chắn cho một suất ở vòng tứ kết. Thông tin lực lượng Peru với Brazil. Peru không có lý do gì để thay đổi đội hình xuất phát sau khi thi đấu tốt ở chiến thắng trước Bolivia. Edison Flores là người nhất mang lại sự lựa chọn ra sân từ đầu. Arthur sẽ ra sân ngay từ đầu trong đội hình của Brazil. Everton, ngôi sao trẻ của Brazil, nhiều khả năng cũng sẽ xuất phát để tăng thêm sự sáng tạo bên hành lang cánh trái.